Ok, vô lên em. Hôm nay chơi thử con game mà co-op Mark Lan. Chơi với hàng đệ. Hai vợ chồng đệ chứ. Thằng nào chồng nào vợ? Coi, mật khẩu gì? Từ 1 tới 9 là còng. Sư tồn. Tên sư tồn. Bật FPS lên coi thử coi. Có cả FPS đâu các bạn. Rồi. Thì cứ bật Game Ultra lại đi. này nó khá là nặng nha. Ui ke thì nhỏ xuống tí. Thôi vừa đủ đi. Google Master Eli Upset. Chữ đi chạy ẩn hút không. Tiếng game như thế này tạm ổn. Độ sáng vi xin FSG chắc bật luôn quá. Bật FSG lên đi xuống cho nó giảm cấu hình xuống. FSG là nào? Graphics đó. Đó, FSG mod. Không hỗ trợ rồi. Chỉ chắc cạc Nvidia chứ gì. Còn hơi kéo cái gì ở dưới nữa. Cái ghét cao lên đó. Dưới dưới cho nữa. 87% á. Rồi giảm cái đó xuống một tí nữa cũng được. Rồi giảm xuống chứ không phải tăng lên. Tầm là 78-77% thôi. Cái đó là gì? Trời. Cái link đó như tăng tí để độ phân giải lên 100% thì nó chạy với Full HD này. Thì coi như là giảm độ phân giải luôn á. Hot 3 dành cho anh. Rồi ok. Con này cũng không nặng lắm. Hiện tại là phiên bản 0.2 thôi. Tay chân gì ngộ như này không? Lông mày nhỏ nhỏ thôi, có gâu nữa, hơi không gâu đâu. Ủa này ông chết rồi nè, cho này Sừng hung nha. nè, ngay chỗ mấy con gián á, gián khổng lồ á, đi khu vực bên đây thì có mấy con kiến bự. À, phan từ từ để sạch Google xem chỗ nào lý tưởng đi xe bay. Màu trắng, màu trời, màu đỏ, trắng đi, bạc đi, mắt Rồi công việc tạo nhật luôn luôn nào cũng lâu. Sao có cảm giác như sai sai ta? gì ok phim character bây giờ John John sao ta xưởng chưa kết bạn. Các bạn sẽ tím. Ủa Long mời được mà đúng không? Các bạn sẽ tím nhanh. Không, ông chủ thế giới ông phải mời á. Ở gì hả? Rồi gửi 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 qua cái Discord cái chữ. Ê. Ý, xanh cỏ luôn. Gửi qua cái Discord đi. Đang load. Là xin nộp 992 VN. Vô đâu lấy không biết nữa. Lấy đâu ta lấy đây quá. Cái gọi file đó, gửi cái gọi file qua là được rồi. Gửi ở bên là chat về game nha. Đó, vô coi đây. Số đẹp đó chứ, 999-06803. Đọc luôn đi chứ gửi gì nữa. Chỗ nào? 999-06803. À. Rồi đó.
Tên gì ông? Chưa? Hả? Ủa? Tên gì? Tên gì? À mẹ, mẹ dặn căn map á. Là cái tên đúng chỗ luôn. Không, rồi chưa? Mẹ thương mình mà. Rồi chưa? Rồi. Rồi sao mày? Bạn bè. Viên đao chính gì vậy? Không biết, nhưng mà lót có bình thường mà. Không, ông ăn hót, ông pin có là tôi chịu ha. Phải không? Có gì hay sai á. Thả phan ngoài thế từ từ, đó. Rồi, xin nợ nè. Ủa sao ông thấy tụi tao? Rồi bắt đầu cái đổ thừa nữa rồi. Bệnh đổ thừa mãi không bỏ được. Đổ thừa nữa đó, đổ thừa nữa đó. Đã xin nào đây đúng không? Vừa vô ở đang coi cái tóm tắt cốt truyện đồ game à. Dạng như một bài thơ vậy á. Ôi giời ơi, FPS khoảng năm mấy à? Tốc độ chuột cao quá. Đã thấy nè, xin nào rồi. Ủa không phải. Đã thấy rồi. Đây nè, xin nào đây. Rồi giáp cái ghê gì không? Hướng quăng tôi cái ghê không đi. Hả? À? Rồi, đi. Ê, xuống con lông đẹp chứ, không? Chứ, tự đi, đẩy. Á, nhân vật nữ nghe đã lắm Long ơi. Rồi, tắt em bớt rồi. Khoan, đi, tính đánh, từ. Gì? Thằng nó sừng đỏ hả? Thằng xương xanh, thằng xương vàng hả? Phân biệt. Ai đây? Hello. Nói chuyện với nó. Ép bả vô hay e hả? Mở cái tôi dịch thực lên luôn. Sẵn tiện để phe cho người ta luôn. Rồi, chết rồi, kiểu này chết rồi. Ba hàng không đầu biết dịch chưa? Từ từ dịch. Giờ đọc cũng được mà. Lấy kiều đúng không? Ừ, chắc tôi quăng đây tôi cái thanh niên này luôn đứng ở đây để nói chuyện với tất cả các quanh gua trước khi họ rời cái vùng đất Burgo này. Cái nãy chết bắt đầu rồi Long ơi. Đi kiếm ra cái kiều hay khí bị được đi. Để mà vẫn dịch bằng cái tool cho nó dễ đọc. Đi lên. Lên đây nè. Lời chào hỏi. Thấy đống cây nào nè. Nhặt đáng ép. Ủa hai lá không được à? Được, hai lá được, cái cây bự nè, đây nè. Thấy không? Hãy luôn để ý đến những con cú, nó nằm gãy gãy trong khu vực. Và nó sẽ đưa ra những đội viên mà hỗ trợ mình. Con cú nào? Nó giống con quạ trong mà Van Helm á. Có hết mà. Bên ngoài thì mình sẽ tìm thấy cái đội trưởng là Hene. Thanh niên này tên là Sentinel Vigil. Anh ấy sẽ giúp đỡ mình ở khu bên ngoài. Bạn cứu nè. Gì? Vùng đất này có các thiên nhiên, các là tài nguyên tự nhiên và thực phẩm có thể thu nhập để chế thành công cụ. Bằng các công cụ khác nhau thì mình có thể thu nhập được nhiều cái loại khác nhau nữa. Nhấn V để xem vô cái chế độ đó. Chế độ cứu để xem mấy cái tài nguyên. Đây nào. Đó ra ngoài thấy không? Thì thu nhập sao ta? Hết rồi còn chưa ép lại chỗ nào có chưa ép nhặt chưa ép nó hiện cái gốc cây nè không nhấn được nhặt rồi cái cây đó nãy nhặt rồi đầu game vô nhặt rồi thì cũng nó không ổn định ta thì đương nhiên rồi game thế giới mở nào không vậy chậu cút Long được kêu chưa những cái gì để gáp ta táp cút táp táp rồi vô cái chữ captain á mình đang mặc đồ rồi phám ta farm phi bờ để kiếm chế tạo giáp mới có hai cái ống tre cái gỗ và cái ghiều này là cần
ba cái vapor với bốn vợt, bốn gỗ, ba cỏ. Vô tầm nhìn của cú. Rồi, những táp thì trong đó nó có cái bộ codec để giúp mình. Đây. Ok. Trên mấy cái cây có mấy cái cam cam á, là cái đó là dầu hay gì đó, hay là cái smith gì đó để chế tạo mũi tên. Gishin chứ. Game cần cần uống nước ta. Không, không cần nước. Chỉ cần ăn uống với lên cấp rồi à, farm lên cấp rồi à. Mấy cái FPS này nhìn khó chịu dữ thiệt. Không Setting quen đúng không? Cao phích. Tetsuga Tại cao mũi quá cũng khó. đậu xanh không 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 bơi được hả? Đâu bơi được đâu, đâu cho bơi. Ai đây, ai đây? Uplet là hình như là món trứng hay vậy? Không được, đập đá không được, đi nhặt thôi. Mới Không dồn biết. đá đập Ăn Tôi côn biết trùng chứ, à, biết chứ, ăn trứng côn biết chỗ trùng nào à. để xây nhà chưa? Chưa. Thằng nghĩ đây đi chung mày. Mày không chơi hướng dẫn mày kiếp qua hồi mày khóc. Rồi, nghe hư lời của những con cú. Những trái gì như trái trứng gì nè. Đội trưởng Vegeo gì nấy đâu ta? Nằm á, đi thẳng xuống luôn, đi thẳng xuống. Có một hàng á, đứng đó là cái hàng đó là nó chỉ là chế tạo cho mình bộ đồ thôi, hay hay là bộ giáp. Cấp thành hè nè, nó gần đâu đây, đâu không đâu. Đi thẳng xuống á, tự do đi xuống á, khi mà kế hàng lính á là đi xuống giật luôn là sẽ có. Mất máu thì có nhiều loại mất máu lắm, nhiệt độ lạnh giá thì rơi trên cao xuống thì bị đánh gì đủ thứ dính độc nữa. Chạy Ừ. nhảy trượt chưa mới tách tốc cái đợt đòn tấn công thì đều tốn stamina. Nếu lên thấp thì nên cẩn trọng hơn. Nhấn M để mở map. Đánh dấu vị trí trên bản đồ. Map sẽ sau cái hiện cái vị trí của Vanguard. Cái địa điểm mình hồi sinh nhờ rất nhiều thứ nữa. Rồi ok. Chế tạo được bộ giáp mới rồi đó. Chào cú. Vậy lên hướng bắc không? Giáp Theo với lên rất thẳng hướng nhiều bắc. loại khác nhau. Có thể là giữ ấm nhưng mà chống lại thời tiết lạnh giá. Ai đây? Thằng nào đây? Đỡ chừng nào? Nè đội trưởng đây nè. Đỡ. Tôi có thể hỏi vài câu thông tin không? Có thể gắp một bộ giáp cho tôi. Báo cáo về cái mà nhiệm vụ. Cái này là reset lại tỷ số, chỉ cái tả tỷ số hả? À? Rồi gắp đi. Con đốc Cái là được áo cái gì quốc bên, bốn cái loại quốc bên. Light Armor với Spider Armor là sao ta? Light là nhẹ. Light Armor nhẹ hơn. Cái này chống lạnh là chính, bảo vệ là 4, độ bền 200. Ừ. Lai thì đương nhiên nó nhẹ hơn, nó cộng tốc độ di chuyển đó. Nhưng À. mà đầu game có 2% thì chắc không nhiều đâu. Vậy lấy giáp đi. Mình đem nguyên liệu về cho ống gấp, chủ yếu là fiber hết. Fiber rồi nhặt được 52 cái nè. Đây quăng hết ra đi. Anh đâu. Ít nhất là 18, 15 là 33, 33 với 9 là 42, đấy 42 thôi. dư được 10 cái nè. Có 10 cái à, fiber lấy đâu? Nhặt cái trong bụi cây nè. Làm sao để thả ra ta? Cái vùng đất nhỏ này thì rất cung cấp những cái tài nguyên cho nhiều rất nhiều người, công cụ vũ khí thực phẩm thì có thể gáp và chế tạo. Tìm mấy cái mà công thức nguyên liệu đó là chế tạo thành cái vũ khí mới rồi nhấn G biết nhiều đó được rồi. Ok, Kìa dưới đất này luôn. dưới 10 đất cái Hạ nữa. Long, dưới đất Hạ Long mà nhanh Hạ Long. Con cá. Thôi Long à, kiếp sau Long ơi, hơi chậm rồi. Đi, Châu chậm đi uống nước mở đục cái map mà. đi. Sâu với đồng nước thì cái mà côn trùng cái làng này là không thể bơi nha, nó ghi ở đây nè. Vậy mà hồi nãy có thằng không đọc hướng dẫn nó nhảy xuống sông, khi chết thì mình sẽ kích hoạt cái địa điểm ở trên cái giường hoặc là hồi sinh ở đâu đó ngẫu nhiên. Cái lăng mộ của mình thì sẽ luôn xuất hiện ở nơi mình chết.
Mình để lấy để đợi cái nơi mình chết đó để lấy lại mấy cái đồ cũ giống AGK vậy Chơi đi, đi này tập trung nè. nhiệt độ thì sẽ rớt về đêm và trỗi dậy vào buổi chiều lúc đó mấy con quái đó mấy con quái thì sẽ xuất hiện về đêm nó mạnh hơn nó rất nguy hiểm hơn con quái ban ngày xây một cái giường để tìm cái nơi ngủ đi bên đêm thì mình có thể ngủ nhưng mà chơi cái co-op này thì ngủ nó tính sao đó tất cả đều ngủ nhưng ai cao hay ban thêm vô cái ghi xin này đáng sao sửa Cái nào? à nhấn Nhấn F ép là lấy thôi. à Nhấn ép á. cỏ Cái fiber là mình có hai cái gì hết ta khi khi mà mình lại mấy cây bự á, là nó có cái con chuột trái là mình đánh được là level 2. Có kêu gì không ta? Đó đây. tôi đi gấp bộ giáp cái đó này chắc lấy rồi quá Để chế tạo cái búa để xây nhà. có bướm nữa kìa nghe Khoan bạn thằng ơi, đừng đi qua map coi chỗ nào tin tưởng xây chứ gáp đồ gì chết rồi không chết bây giờ. À trên map là ba cái dấu chấm là ba người đang còn di chuyển. Hiểu 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 chơi như con quanh heo vậy đó. Đường hầm đi đâu ta? Đường hầm mày đi thông qua bên hướng đông luôn. Xây Ủa nhà đương sao nhiên đang là đi xây hướng tây bắc rồi, còn suy nghĩ gì nữa? có cần xây cam phai không? Xây luôn nè. Thấy chỗ tao phình không? Mở bản đồ lên nhìn đi. Đâu que Hướng tây bắc từ cái điểm X-Fall ra luôn. Thì đi que đi từ cái phao theo hướng tây bắc đến chỗ đó. cho tạo đuối qua được không thấy được Hôm nay cũng già làng á giờ. được gặp già làng nè đu vừa cây Không vào làng mà nói chuyện giống không được gì chứ. Mấy thanh niên nãy giờ chưa có khỏi làng nữa hả? Chưa, đang đứng dưới nợ nè. nó chơi nó chạy không có đâu đọc chữ gì đâu cái hồi không biết làm gì ở đâu nè có những cái chìa khóa màu xanh ngọc á và có thể mở được cái gương nha chế tạo thuốc meke à thuốc tiên của sự sống exilit nè à. Elixir nè, trong game logic đích gấp có nữa. Trong đây có cái gương nhưng mà không có cái chìa khóa. Đó thì ông kêu đi lấy cái chìa khóa màu xanh năm ngọc á. Cố gắng đi kiếm cái đó. Mealad. Long dược sĩ hoàng của gia đình của hoàng gia, nói chung là dân hoàng tộc đó. Cái hàng này thì của là cái của riêng ổng luôn. Cái phòng thí nghiệm. Long đi sai với ta, sao quay lại rồi. Đâu mấy đừng đi mà tìm kiếm cái đó thôi. Đi được cái bay đâu mới xong lên cái làng quay đi mở map đi nè tôi đang ra nè nguyễn đó nguyễn đang đọc chữ mà chứ tôi đi farm fiber hello anh sướng hello huy huy hả từ nhỏ huy nha huy là huy lo nhỏ hả mít nhỏ thì kéo trong kia lên hay là anh nói nhỏ cái ấy nhỏ nói nhỏ cái ấy của anh nhỏ không cái anh không anh không nhỏ đâu đi này Long Long đi với tổ chơi không vậy? Ghê ghê cũng bấm bấm ra tập được không? Nữ hoàng Ủa thì sao đã tôi bị bóc bệnh sau sao tôi đó bóc thì máu thấy ta? anh chậm nó ra chìa khóa nằm trong đó Nhưng mà sao tôi bóc máu nè? cái gương này được gia cố rất là cứng nên không thể phá hủy Không có con mẹ gì để ăn chân rồi. Đi kiếm đi thì mà đi thám hiểm được rồi. Tôi đi con tôi còn có 10 máu nè. Từ 50 Gì? xuống còn 10. Tim Có đập tiền loạn em mua xạ máy luôn. tính gì chưa? Trời ơi anh trong nhóm này là anh là thằng không có điều kiện nhất luôn á, anh nói thiệt. Chắc luôn á. Đi ra mà thấy cái NPC lạ lạ trên bản đồ thì nhớ đánh dấu lại nha. Nó cung cấp rất nhiều thông tin trong đó đó. Có gì để cho để cho nào nó dịch để mình đi farm đồ chứ. Game sinh tồn mà. Đây chú ơi, đây trong đây trước đây. Đây đó, con đó là một trong những cái gương nè. Cái kêu bò đang bò nè. Đây nó máu rồi, đập được, đập được. Đây nhện, nhện.
gì đây? Đó. Ê, kiến. Sao đủ cái loại côn trùng hết anh vậy? Ây da. Chạy trước. Tamina nó tục nhanh mà nó lên cũng nhanh nên hầu như dở lo. Tháp. Mình mới có 16 cái này à. Nhặt cái đau kiếm làm gì? Hết máu rồi nè Long ơi, kiếm gì đó ăn đi. Không uống chút máu à. Ở game này ăn cái gì? Ăn chút chứ ăn gì? Đang à lấy một sợ. Gì? Không, con bỏ thôi, con bỏ thôi chứ không có gì chứ. Má còn 4 máu à. Thì kiếm cái gì, kiếm gì hồi máu lại đi. Đang kiếm nè, mà có không có trái mẹ chứ. Đi tiếp mình sẽ ơi, đi kiếm văn đây. Phải có trái hái gì chứ, toàn là farm gỗ không à. Vì tao lên cái bờ sông nè. Đây sướng, đây có cái cú nè. Con gì? Con bỏ level 9 rồi nó nghe, không có giỡn nó được đâu. Sao? 9 người gặp hết. Đi. Cái này có đường mòn sẵn nè, có mấy cú nè. Ừ. Thiếu một gỗ nè. Để tôi chế tạo các bạn chế tạo cái đó luôn rồi. Khoan sướng, các bạn lấy sao đi, lượng nguyên liệu đi. Có 10 gỗ rồi. Má con nhân vật tôi nó thở gấp còn hơn má con nhỏ nào trên đó. Ê, cái cháu cho cháu con gà. Từ. Thấy con cháu chưa? À, cháu nóng. Rồi chơi nè, nó có cắn không? Không. Không cắn thôi. Chú hang. Để farm nấm cái đó, để con ăn được. Nấp. Ăn được nhưng mà không có hồi máu. Ây, nó hồi cái đâu mít là hồi gì á? Poison mít game mà nấm độc mà. Ờ à, đúng rồi, tôi đang xuống 4 máu thì còn có 1 máu à. Cú. Khi mà không biết tiếng Anh là vậy đó. Ê, giờ cho nó luôn rồi. Ê, đừng, nó cắn rồi. Có cái hang nè. Vô cửa. Dạ, nè. Lên chỗ tao xây nhà nè. Đất đúng đẹp luôn. Đéo thì kiếm địa hình xung quanh khá bái, địa hình không vậy. Đó. Văn đó. Edible mới sạch được. Đúng xung quanh. Để hơi thử là được. À, ăn hồn Tamina. Ủa, dạ dạy chứ đâu, đỡ đói, nhưng mà không có hồi máu. Hay là mà bút gom nắm ăn được hả? Được, ăn được nhưng mà nó hồi dạ dày cái độ đói của mình. À, chứ không còn máu à? Ừ. Rồi, gì kiếm khác. Ăn một lần hồi được 5 điểm. Nó không hồi máu nha, nó chỉ hồi cái độ đói, thành độ đói mình thôi. U. Đi ngược lại thôi, đi lên chỗ lòng Nguyễn thì có quà gì chứ. Ờ, rắc xong á. Ở đâu? Ở phía xong rồi, phía trên mà á. Ở phía bắc á. Dạ. Có ngay chỗ đứng trên bản đồ đó. Phạm á hả? Ui, để số 0. Mày đứng ở trên. Mày đứng trên vách núi hay nào, mày đứng ở dưới sát bờ sông đi. Đậu xanh Nguyễn, mày đứng trên hay dưới? Biết đường mà lên hả? Làm gì có chỗ dưới mà xuống. Nhưng dưới nào mày đi luôn á. Ê, tiếng kia kìa. Đi. Ủa, như nó mới hiện ngay cái bản gì vậy? Tao tìm được nguyên liệu mới. Giống như kiểu bản máu con boss vậy. Thôi đi.
À kiến 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 thôi thôi thôi. Máu gì? Còn máu không? Còn được một máu á. Kiến này leo ghê phết chứ. Cho nó không cắn nhau như con bộ ship đi. Đi dâu. Ui. Ê. Rồi tao. Đuổi nữa. Có lum trong cái Discord không anh Sưởng? Hả? Cái nào? Chỉnh volume cho nó bự bự lên xíu á, không biết chỉnh chỗ nào hết à. Để vô hình thằng Sưởng á, bấm chuột phải vô nó thì kéo cái ống nó lên. Lúc chuột phải vô cho cái tên Sưởng á, rồi kéo cái âm thanh volume lên. Trên điện thoại mà lúc chuột phải gì trời. Rồi đè chuột vô. Đè ngón tay vô. Rồi đâu rồi, qua đây là tàn sáng khu này đấy. Có rèn có vấn đề. Đem tôi nghe vô thử này, có lớn tiếng không? Dạ, vô lại cái. Cái dâu này chỉ là nó, cái dâu này là nó chỉ hồi hồi mình đổ đói thôi à. Cái dâu phục đồ. Làm nhau, trái trái, kiến. Kiến tới thử từ từ. Kiến chúa luôn nè. Trái hả? Trời. Trời ơi. Tưởng không có một máu. Ủa, có máy ảnh luôn nè. Trời, quẩy máu. Cái này cái nó lo trong à. Nó lo trong cái nó lại. Đỡ đòn mà đỡ bằng đòn bằng nút e hả? Ê đỡ bằng con kiến lửa chú hay sao? À nghe đang sửa. Nghe chưa, nghe rõ chưa? Ờ nãy bật loa trong. Rồi con kiến lửa chú này biết sao? Thì hồi động đó thôi. Đàn mà con cầm cây vô cui nữa, chưa có giáp vô khí vậy? Nào lại chơi Minecraft đi anh. Game nó nặng chơi không nổi. Hả? Game nó nặng lắm chơi không nổi. Ủa Minecraft mà nặng gì vậy? Không thể chơi mấy game như Pikachu rồi không hết cỡ rồi. Đúng rồi đó, khổ lắm, nhà không có điều kiện mà em. Chơi mấy game đồ họa như vậy không? À chứ e là đỡ hả? Ok. Là Nguyễn làm gì chị lên đi xuống quay mày. Kêu đi mở map xong mày hỏi. Đợi mãi không có thằng nào qua luôn. Qua cái rồi, quên lửa rồi mày sao mày chơi. Sao tao đi được mà mấy hai mày đi cũng được. Mày chạy. Thằng Sở nó còn có không máu rồi đi đâu nữa. Hai nữa chết rồi hai đi. Sống gì được máu. Mắc đồ khổ lắm. Giờ thấy ông bắp cày nó chơi quần què vậy? Nhưng vậy nè. Ừ, zombie tới biển. Chơi. Lên trên đét đeo ổn rồi. Cái chân nó không biết chạy lên. Kiến nó chạy không à? Kiến rồi ông nữa. Ơi. Ờ mà bắt hết đồ luôn. Game thì cũng chạy hát hết à. Chứ gỗ. Nè vô đây chế banh ghép ra mà xài. Hồi máu này mấy hồi. Giết kiến xong không có gớt ra cái gì cho nó. Có gớt cái đầu kiến.
cho con thích giáp có bằng hết đâu sao không thấy. Ngay mày giờ còn chưa rút ở nhà nữa. Lên đây được khai phá rồi xây xong cái bay luôn rồi. Mười gỗ thì được cây cung. Ui, ơi, từ lên lên. À, trên đây hả? Chốt trên đây hả? Được á. Lên cấp. Rồi. Bút ba lông nha. Isekai vui vẻ. Con bảo tới à. Rồi cá tiêm. Đói bụng thì quấn bằng cá nhân vô hồi máu chứ không có đồ ăn. Khổ. Tốt nhất phải về hôm kia lấy bộ giáp xuống rồi. Bộ giáp cũng quan trọng vậy á. Ba mươi bảy à, nãy tính là 42 á. Sao bảo đét này ha, phải bỏ hả? Trời. Rồi trời lạnh rồi, mưa nữa chứ. Có nhà chưa? Chưa, gió cuốn bay luôn rồi. Lạnh lắm, phải ở trong hang thời gian nữa. Đi lấy nguyên liệu về hang thôi. Chứ giờ không có đồ là mày không có ra đường được. Mưa gió gì nó cũng mất máu cho nó. Phải xiên lạnh. Về lên cái hang ông mà tướng đầu tiên giáp cái bộ giáp nhẹ của ông đi. Bộ giáp nhẹ chạy nhanh hả? Ơi kiến kìa. Đừng sợ kiến, chỉ cần chạy nhanh hơn lông là được rồi. Ây da. Trang bị đầy đủ mới được nào mà ra khỏi nhà nguy hiểm quá. Liên nào về nhà vậy? Cách nhanh nhất là để cho hai con chiếc á đầu lông à. Hello. Chết trời. Cái lông ICK nhanh á. Đi farm đồ cái lông ơi. Má kiểu này chằn chuồng ra ngoài quýnh không được rồi. Mày kiếm cái bay trước, cho dựng bay trước được. Thì bây giờ mình cứ lụm đồ trước đi. Trang bị áo giáp các không có đồ mà nó đòi xây bay. Thằng này nó ngộ phải. Giờ kiến vô chưa chứ. Kiến nó khiều có mấy nhát chết mẹ rồi. Khổ vậy đó. Cái này á.
này farm mà được x2 x3 gì ngon giống như con ARK hết sảy luôn ha. Hết nắng rồi tới mưa. Nghĩ anh kinh dị vậy. Rồi mình phải đi lên cái đỉnh cây cổ thụ cái nào. Đây, thấy chỗ tao chưa? Nhìn đánh dấu bản đồ đi. Đây là chỗ đéo nữa. Đó, nó kêu à lên. Cái chi? Đi đúng vòng quay lại quá. Cho mày đánh tao. Má nó chém mình cái cổ 35 máu à. Có đâu. Tôi độc ác. Cứ nói xấu sướng thôi mình chết rồi. Lên cấp. Lên cấp không biết được cái gì đây. Không được gì chứ. Sắp chết rồi, đứng đây chờ chết thì hết bao ra thôi. Gáp. Chế tạo các bạn chế tạo đỡ đi trời để coi chế tạo cái cung sai á. Có bạn chế tạo mà. Gương mở không được. Thì chế tạo các bạn chế tạo đỡ đi. Chế tạo cung kiếm súng đồ nọ nọ.
Ủa đồ dục ra làm sao? Trước khi là nhắc con chuột trái trước, cộng trong chuột trái rồi nhắc vô món đồ nó sẽ tự động gớt ra. Chết rồi các bạn, chết rồi nè. Đây luôn nè. Bạn sao dục ra, sao dục đồ ra được nè. Hay là vô chọn chọn cái chuột trái trước đúng không? Cộng trong chuột trái trước đúng không? Xong rồi vô món đồ đó. À nhắn tin vô chuột trái rồi nhân dân à. Ừ. Nè, giao nhau mình bao nào. Còn mà lộn quá là nhắn còn trong chuột trái luôn. Đang di chuyển mà nhắn trong chuột trái là lộn luôn. Rồi xây cái bàn ở đây luôn nha. Ừ. Cái đuốc này tháo đi được không? Dướng đường quá. Không. Sáng cho nó ấm cúng chứ. À xây cái nó bể đồ luôn. Cầm sao mà xong xây vậy? Hay ra ngoài xây đi. Đạo cung trước một cây mũi tên luôn. Ba chục mũi tên rồi, ok với cái đồ bắn đít nữa màu máu rồi, ok. Kiếm gỗ được 8-11 đam rồi. Gift đam thì được 5%, stamina sử dụng là 20. Thiếu gỗ à? Chế ba cái này hết gỗ rồi, còn gỗ không sửa. Có 30 cái à? 15 cái đi. Chế cái okay. Đó hết ba mấy gỗ rồi. Để tách ra cái đã. Không có nấm mà nướng ăn nữa nè. Cái đó gỗ cho 30 luôn á. Rồi đó nè, dưới đất kìa, đủ chưa? Rồi né ra hết đi để xưởng đi nướng đồ ăn. Ơi thằng chơi kiếm, thằng chơi cung đi, gì xưởng cung rồi, chơi cung lọc rồi, lọc đỡ đi. Con hơi bơ đây, con hơi bơ hả? Con hơi bơ đây để chơi kiếm chứ. Má nấm tăng 30 độ no. Ngon. Bây giờ quang muốn chế đi. Cây búa đập đá là phải đi giết con kiến. Giờ quăng tới đi. Nguyễn cái gì? Là Nguyễn nè, quăng hai bơ ra. Đang xài gì? Hai bơ còn có 8 cái à nè. Đi chế kiến hả? Mấy cầm vô cùi gỗ đi đi nó nào. Đó, chỉ đắt nè. Để tôi ăn nấm cái đó. Hai bơ không có, có 3 cái à. Còn mày hết luôn đó. À, tăng được độ no, được nấm nướng ngon, ok good, để hồi máu luôn. 3 giây trên 10 giây, 3 máu trên 10 giây, ok let's go. Ăn full độ no luôn, chế cùng phải chế tên nữa, có cùng tên có cùng hết. Tên chế đâu giờ? À, phải gắn mũi tên vô cung. Hết bèo fiber rồi. Fiber kiếm đâu ta? Đây, fiber đây. Phải chế tạo thêm cái túi đựng tên nữa. Ủa? Sao sử dụng cung được ta? File AEC C ngồi lết cùng trong rất lộn. Đúng rồi, giúp nhảy. Make to set about. Có cung mũi tên 30 cái mà kỹ chạy. À chưa trang bị gọi, ok. Con giữ chuột trái buông ra, bắt mẹ mũi tên
trúng đích nợ CN. Xịt xịt bể máu dưới đất luôn. Nè nè nè, giờ mới đất anh ơi. Ấy da. Ê. Rồi, đi giết mấy con kiến để chế cái đồ đập đá nào. Long đi mất tiêu rồi. Đang trời tối mà nó dám đi, liều lắm. Nó đi một chân nữa, dẫn đầu luôn. Má con Long nó lấy cái giường đâu rồi. Nó lấy cái giường 15 gỗ. Nó không gấp mà nó đi, nó còn cướp. Mày gấp ai cái đi. Gỗ đồ ra nữa. Bữa bướm nó có tác dụng gì không ta? Bướm thì lấy được cái đồ phấn hoa rồi. Đi giết kiến á. Mấy kiến nào quên hẳn rồi. Kiến hướng cái cây á. Đi đi. Điều tao nào. Có gỗ, ok, là kiếm phi phi bờ. Đi đâu? Đây nào. Đi trước đây, chúng đi trước đây. Ê, 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 mày đừng có chọc con đó à. Đi. Còn máu nó nhiều. Nó level 3 à, chơi nó được á. Khủng, nó bay rồi mày chơi vậy. Sao hai mày tham hai mày bắn nó đi. Quay kìa. Mày giữ cái cánh đó lại đi. Thằng lại để tao lo. Thì để không thay được. Thôi bỏ đi. Nó để con level 3 ở đây thì phải có ý nghĩa gì đó. Vậy sao nó không trúng kìa. Cái này bắn xong là mất mũi tên nha, lùm ra không được đó. Nhớ kỹ. Thử đi kiếm thức ăn trước. Cuộc đời mà đi kiếm thức ăn trước. Ăn bướm không? Bướm không? Đi con bỏ nè. Ý da, ý da, ý da, ý da, ý da. Bỏ level 9 đó, con bướm level 3 thôi. Hay. Chứng xuống lại xuống, chứng lại xuống. Hả? Lên rồi, cái này nè. Mày chặt cái gì mày chặt cái, chặt cái tính đi. Sao? Đâu Nguyễn, mày nãy mày chặt cái gì mày, vô chặt cái tiếp đi, được gì? Được fiber thôi, không nổi. Vô chặt tiếp đi, chặn cái fiber đi. Fiber mày đi, mày hái mấy cái cỏ non này nhiều hơn đó nè. Có chặt được gì đâu. Thấy cái cây trên bản đồ không? Cây nào? Cái gì? Bấm mày mở lên nhìn có cái cây đó. Cái hình trong cây Kali hả? Có chữ chi đánh dấu bản đồ á. Không lẽ mám nó không đồng bộ. Chi đâu? Đồng bộ đéo. Theo tao nào. Đi thẳng chỗ này quẹo trái. Đẩy nào ông, mấy con cóc. Đâu? À thấy à, thấy à. Để trời sáng lên này đi. Chỗ này có mấy tiếng hả? Xuống sông rồi có cái gì không? Tạp gỗ trước rồi đó. Có cái chìa khóa nè. Chìa khóa nghĩa đen luôn á. Chìa khóa gì cái đó con ốc ở nhà nội ơi. Chìa khóa đâu ông ơi. Ốc, ốc dính đó, ốc, ốc dính đó. Bây giờ phải giết con kiến rồi mới đập đá được. Có đá thì lên đồ. Có con gì nằm dưới đây nè. Còn thôi thì leo lên cây chứ đâu. Leo lên cây không có cái thang máy đi xuống. Bây giờ lên cây hay là đánh kiến chọn đi. Đánh kiến đi. Đánh kiến đi. Thì tao leo cây. Long ơi, Long, Long đi tôi yểm trợ cho Long ơi. Tôi cầm công tôi yểm trợ cho. Đi. Kiến này nè, trước mặt luôn à. À nha. Long đánh đi. Sao hai mày không lên á? Rồi, thử 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 ba con thử. Bốn con luôn, năm con rồi, năm con luôn. Bắn máy này dùng á. 13 đam, một con chết. Không, không. Ông đợi buông chặn cái tìm trắng tôi á, ông hả bắn. 14 đam.
13 đam, 7 đam, 9 đam, chết. Đang rồi, chết chưa? Chưa. Anh ra con đường nè. Open. Chạy từ gần đảo nè. Đừng có chạy xa quá, bắn không tới. Đó, trên con nữa đó. Open. Nó tập không có bắn quá. Mình cầm kiếm mà chém luôn đi. Chém lại còn hai máu rồi, có băng đét rồi, băng cái. Mày chạy xa tao ra thì sao tao bắn được mà quăng cái gì? Tao đứng ở bên đây mày cứ chạy lên cho anh. Thôi tao đi luôn. Bye bye. Bye bye. Nét, nét. Mình ghép tao ra thì gấp đi, là vậy các bạn gấp. Đầu kiến được hai hả? Đánh con này mới quan trọng nè, này cấp thành nè. Chết rồi. Nếu có đồ gì vậy? Nước mà. Như làm bia. Tao méo con miếng đồ nữa. À cái ổ kiến ngập đây nè. Vô không được. Kiến kìa anh em ơi. Cũng không còn kìa đâu. Đâu quen quen. Ê chạy. Vãi. Không. 11 đáp. Làm cái đây. Lại mình kiến chứ đâu. Mười ba đáp. Lấy ghi xin. Lấy xin lời đủ sách rồi kìa. Còn hai máu rồi, còn phải chạy mò nhữ nữa. Đều thì thôi. Lấy bằng đích quán lại mới được. Còn 3 cái. Còn 2 cái nữa. Nè, lấy đi. Tao sắp đói rồi, có gì ăn không? Hồi nãy có 2 cái nấm ăn hết rồi. Có 100 độ no. Đi đi kiếm cây khác. Có hạt giống, có gỗ. Ghi xin. Kiếm con. Tham khi bà gỗ. Leo lên cây đi. Chạy cái bay dẫn luôn. Đậu ngồi mày đó, mày lên xuống là tham đồ hay lên xuống bây giờ. Mày lên thì có đường nó dẫn mày đi sao? Tao thấy ai chơi game này cũng xây bay dẫn. Bánh còn mấy cây nữa kìa. Đây còn mấy cây này. Tưởng chọc con phấn đó à. Quay. Giờ mới chia ra một thằng đi kiếm đồ ăn, một thằng đi kiếm vật liệu, một thằng xây nhà. À, thằng đi chung kiểu này không có đồ đâu. Thấy con gì dưới vậy đó? Chia ra làm. Bộ ship. Con hơi xây bay đây con đi. Sau lưng nào. Đánh châu chấu kìa. Còn bộ ship đó con dán nó ghê lắm nha. Leo lên cho cao bắn thử đi thử. Thách cung. Vô các bạn chế tạo. Ê, nó gượng, xuống đây.
Nó gần sửa ra. Nó gần sửa không gần tao hả? Tao dọn trước. Vậy nè, leo lên cái cây thế giới này có chỗ xe bay nè, thêm cái thang máy luôn. Ông chích. Còn ông là nó hơi bị bá đó, đừng có dọc nó. Ông chích ông ơi. Tôi nướng nấm ăn đây. Nấm bỏ vô cái nó ra luôn hết tao. Chỗ này nè, á dụ lấy công luôn. Đi, lên đây xe bay. Nè, chỗ trước mặt nó đứng luôn nè. Đây đi. Đâu, tập trung người đó, tao mất lạc thằng này. Nhìn có cái chấm đó, tao đứng trên đầu mày nè chứ đâu. Xe đi, xưởng đang kiếm đồ ăn mà. Ba thằng leo để có một thằng gớt đó thì còn có đi lại. Thẳng hướng bên này nè. Nhìn thấy mấy cái nấm không? Cái này nữa mà đang lại. Còn tiếng giọng á. Mới chạy ra. Đó. Chịu luôn. Nhận nè. Nhận đó. Chạy. Rồi, đi bên đây. Rồi đúng rồi đó. Leo lên cái cây rồi luôn á. Leo lên trển rồi có thang máy đi xuống rồi xe bay với anh luôn. Giờ kiếm đường đi lên thôi. Có đường đi lên. Trời tao lén lén nó sườn sững luôn rồi. Chết mở. Rồi hết rồi. Ây da. Má lên béo được. Vãi, mình đi tới đây rồi, thanh niên lên béo được. Rồi được rồi. Làm sao đi lên. Đây thử nhảy ra. À vậy hả? Méo được. Chết. Trời mà game. Đi đó hả? Tao lên gần tới rồi. Ba mất hết đồ luôn, đồ ăn thức uống gì. Cùng gì chết hết luôn. Không, ông gớt cái đó mà chết mà. Lụm giùm miếng gạch để gốc cây được. Đờ mà. Leo lên cái nấm mà nó cũng gớt xuống nữa. Nhảy có lên đâu. Nhảy xong nhảy xuống giật luôn à. Xuống là nhảy đó. Mà nhảy từ từ. Thằng Long đâu lên nè, đứng đợi lâu dữ hả? Mày có gì uống không, nước không hết nữa rồi. Kìa mày ăn chứ làm gì có uống. Có mà. Bên đây có cái nấm nè. Còn 4 cái nấm. Tao ăn cây, mày ăn cây. Từ nghe tiếng con cú ta. Tao lên tới đó nha. Giờ tao xuống nè. Giờ mà game được chứ. Lại đi 3 clip. Ông lại ông nhặt xác đi xuống. Từ từ, 3 mấy cái đó. Gớt này ốc cây nó mới ghê. What the fuck?
Nấm là gì? Gì ăn mà lên được cái chỉ số Norisman à? Sao chia ta? Chia là nút left shift chuột trái. Chia cho mày hai cây nè. Đó. Rồi tốt trên đầu luôn hay gì vậy? Ừ. Rồi giờ xuống nào. Tôi đi đi, tôi xuống rồi rước. Thằng này đi đấy chứ vậy? Xây nhà chảnh đi. Lấy gỗ bây giờ có tài nguyên thì đem về dục đây. Đem dẫn xe bay, mỗi lần đi đâu thì thang máy xuống lên. Xuống đâu? Nè, chơi xe hộp lại tới rước luôn, không thấy nó nữa. Kìa, bên đây, bên cây bên đây vòng qua. Đang là đang nhặt đồ. Mà đồ rất tốt chứ đó. Ủa đồ qua chỗ nào chạy? Lo lắng gì đó cưng. Mới năng đồng bọng rồi. Đầu tiên là phải gom gỗ đã. Xây nhà cần rất nhiều gỗ. Rồi lên đây. Kỳ vậy ta, sao bắt mẹ đó? Cái chú đồ rồi. Kỳ nha. Chuyển kìa ông cốc. Chạy đây, lên. Rồi lên cây đừng dẫn kiến đi. Xuồng lọc xuống. Xuồng lọc xuống. Hai lần hai cây mã tấu. Chứ giờ kiểu cái này là không thờ được thôi chứ đồ bắt mẹ hết. Đó, thấy cái chỗ đi xe bay chưa? Rồi xây đâu? Đưa tao cái bố theo ngoài. Gấp cái bố lên ông nội. Nè, không gỗ có gỗ nè. Hết gỗ rồi. Nè gỗ nè. Cây bờ đó. Rồi đó. Dưới đất nè. Long. Rồi thằng nào giết kiến ra được cái đồ không? Xây cái bàn gấp bên kế cái cắm trại này đi. Ở cầm cái gì rồi sao? Búa rồi sao? Vãi lờ. Được phải. Rồi làm sao đi xuống lấy đồ? Ủa sao sao em không kêu thay ra? You cannot build here. This is the visit. Là cây đại cây khóa mà. Cây này của tao chứ không phải của mày. Mày vô chung lanh ở đây. Mày dưới đang cái gì giờ? Nó khóa nè, mua con cái xe nè. Đưa đây tôi chạy cho thứ này được không? Mày ai? Mày lúc nào? Điên phút. Tập trung đây cái mày người đây. Mày mời bằng lúc nào mới là vấn đề. Mày có chức năng mời không? Mày có lan hay cái kia gì á? Rồi rồi đây. Phải là đánh mạnh hả? À đập từ trên xuống. Ok. Nút Z lộn là lép. Đánh nhanh. Được chưa? Trong file si vô không được. Nốt nè. Nốt tơ. Đưa đây, đưa cái búa đây. Quang ra. Không, nó khóa rồi, như thằng Nguyễn lem khui cày rồi, mình không xe được xe chung, xe trên như quyền dịch của nó đó. Lại khai nó muốn nó là chủ sở hữu rồi đó. À.
phải có chức năng lan này kia chia sẻ công trình chứ. Ủa mà bạn bè chơi chung đéo gì đó tôi thấy ngồi đi. Mình chơi say đó là sao? Captain Compendium Map Water Captain Codex Tab người gồm mình đó là hướng dẫn thôi. Map nhưng mà nó hiện ba thằng trên bản đồ rồi mà không lẽ không xây được. Quăng gỗ ra. Được cái búa, được cái búa cho nào kìa. Quăng cái gỗ ra. Tao có búa nè. Thiếu gỗ rồi. Chắc xây cái bàn này xài chung được chứ gì. Thì xài chung được á. Một người xây là xài chung được hết. Ừ. Rồi cái gỗ kìa. Tao xanh mày đi nè. Rồi xây đi. Nó hiện cái cây xanh xanh ở đây là cái gì đó. Rồi, cái bàn workbench để ngay đây đi. Trí lửa chạy đi. Đậu xanh. Rồi, xả không được luôn, goodbye luôn. Đi xuống đây. Cái gương, hết rồi đó. Xả không được không ơi. Nó kêu là reset nhưng mà không được. Là sao? Nè ông, nhìn chim của tôi nè, thấy không? Rồi, mày qua cái con người gom này bấm vô thử coi. Rồi được chưa? Chuyển thành cái phút địch là không ai nhận cho nó. Đừng có vô nhận nha. Ai được chưa? Được. Rồi đừng thằng nào lấy con đó nhận cái cây này hết để chung đó. Rồi xây chung luôn nè. Đào mà. Xài chung chứ không phải xây chung. Cái giường này đặt ra đâu quê chưa có xây cái nào mình sẽ xây cái giường. Mày dở cái bàn đi chứ Nguyễn gì vậy lật xây cái nạn xuống xây là xây sau cái lá này á đâu nói chung là cái lá này để sân trước thôi đó xây chỗ đứng đi vô được rồi à. Cái đó là cái sân trước có cái giường với cái bàn nó xài nhiều. Nhiều gỗ vậy? Cái đó nhiều ta? Hai gỗ một cái rồi, tao còn không đủ xây một cái nữa. Mày trộm cắp đồ ra dữ vậy? Gỗ con gỗ một thì tôi biết gỗ. Ủa rồi làm sao gọi cái con quy lên vô đây gọi đang lên đó. Đi đi tham gỗ tiếp. Sướng nó gọi con nó xuống dưới rồi. Nó lên đi kìa. Để tao lên nữa. Ừ, có cái thằng máy mà ba thằng dục. Không đâu sướng đi thăm trong người sướng. Rồi hàng mày đi lấy gỗ đi. Mày đã với con kiến ra được cái gì để lấy đá không? Được cái đầu kiến rồi. Cái đầu kiến nó tên gì? Mở đây để tao vô xài chim tao coi. Đâu cái đầu kiến đâu. Đấy. Còn đồ gì lạ lạ nữa không? Khá
Vậy vẫn chưa có. Cây cuốc à hả? Ừ, giờ phải chế cây cuốc mới đi lấy đá được. Cây cuốc thì cần phải có cái buôn. Buôn an mantis. Con mai đi le gì đó. Kiến man đi deep le. Ủa tôi nhiều mà chiếu pha mấy cái nấm mày chị. Nấm với cây. Farm được chia tiền là cứ việc thả ra mà xài đồ. Trời sắp tối rồi bay ơi. Lên thiền vậy đi. Về đây. Phi rồi. Không có miếng gỗ nữa. Bảo được kiếm chi tim đi kiếm được cái điều kia mà chi tim kiếm đâu? Chi tim ra mấy con bỏ lông. Bỏ hả? Dễ. Con bỏ rùa nãy đó. Mấy con mua máu hả? Con mua máu lấy gì chơi? Biên sướng nó đó rồi vậy. Sướng nó lại rồi. Chia buồn của nó. Sướng đang nhà mà. Bây giờ cần gỗ thôi. Tạm biệt sướng, chúng ta đi rồi. Một phải dí con kiến rồi chế được cái búa đập đá, lấy cái búa đập đá đó rồi mới nâng cấp độ lên được. Nâng gấp độ được mới nâng được cây rìu mới chặt được cái cây. Nhà lần trời có mỗi cái cổng không à. Giáp lên nữa đi, rồi xuống đi tập trung giết con kiến nè. Mày giết gì hoài cũng vậy à. Đưa đồng gỗ coi sửa đồ coi. Một gỗ. Còn nhắn nút Z là góc nhìn thứ nhất. Gỗ gỗ. Đợi mà mày lon một gỗ bỏ vô cái gương đi. Tao quăng hết đồ vô cái gương rồi đó. Gỗ tao đi nhặt màu được còn miếng gỗ ở đâu mà quăng vô gương. Tao cần một gỗ để sửa cái vũ khí. Tao còn một gỗ nữa. Trời nó le lét rồi. Xuống nó đi farm gỗ nhóc lên rồi.
Coi gỗ thì dắt trong rừng nhiều. Tập trung đi, để giết con kiến nè. 10 rưỡi rồi. Phải làm chút thành tựu nó chứ, suy nghĩ chứ. Tôi biết xưởng farm nhiều gỗ. Trời mà ông Nguyễn đi với đi kiến không à? Trời sáng đi đi gấp vậy. Tao đứng tạo tao đợi mày nào. Rồi đi, xuống. Điều khiển đi. Tập trung xuống đây. Làm thịt con kiến đi. Mình đang ở đâu ta? Dạ không em nghe được. Chỗ phát á, trên cái chỗ thấy xám xám ở trên đó. Chỗ thằng hem hepper đi lên xíu á, chỗ con sướng á. Từ sướng lên xíu rồi thấy con kiến bự vậy nè. Trời bộ bắn đầu nó không lên màn hình luôn nè. Phía trên này có cái cây nó nào mày ơi. Chỗ này nè. Chỗ này đâu. Mày thấy thằng heo Thấy thằng neo hem neo không? Thấy rồi. không? Cái cây mình với thằng Hene với cái cây kia là nó thẳng một đường luôn á, thẳng đường thẳng luôn á, khoảng cách bằng nhau luôn á. Đánh dấu bản đồ Giấu đi. bản đồ đi. Chỗ cái vùng cát trắng trắng á. Giờ lên những cái trắng chỗ đó có con kia á. Đó, ngay chỗ Đó, đó cái là chỗ có đó cái là cây con nó đó. kia. Còn chưa đi. Đi. Đi từ từ Đi. thôi, trời sáng lên. Tao ăn cái. Rồi. Đó thẳng hướng tao nè. Sao mày đi vòng vòng vậy? Rồi, follow me đi. Ghi xin kìa. Bên phải mày kìa, đụng đi. Đây còn đóng á. Ghi xin đó sau này mày xài gì nó không cần hết. Ừ, xem em nhặt đi. Thì tao lụm đây rồi. Đây, gọi bọn bảo quốc, á. Làm ơn. Nghĩ lên rồi mà vẫn bị. Rồi thẳng. Theo ra từ từ chơi không ơi. Chơi nổi không à. Bỏ giết Bỏ đi ai bỏ đi. từ. Trước mặt có con đó nè. Đánh con nào trước hay sau. Đây là Giết chạy. thôi. Ba con bốn con bỏ đi bỏ đi. Đông phải. Giờ đi lên chỗ đó kiếm cái cây trước đã. Tao hai theo quậy kìa. Kệ tí nó Rồi cứ đi xa nha. Mẹ ăn kiếm bự nè. chơi 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 chơi. Rồi xong đó. Về. Chơi bỏ luôn. Có được cái gì không? Chết ba lô, chết hàng. Được cái Bunen mang đít nè. Cho được cái insect win. Gáp cái vuốt cũng cần cái gì? Cái bun đó đúng rồi đó. Bunen em đó không? Bunen á. Rồi đánh thêm ba con ở đây. Xuống.
Đó, có một cái nữa nè. Rồi còn xử đúng không? Đi. Rồi có hai cái luôn này. Rồi đi kiếm gỗ đi lên đó gấp. Đấy, nãy tôi mới xây cái bay ở đây. Nó nằm ngay cái cua nè. Đi. Chặt nắm đi. Cái cây nó hư luôn rồi. Nè có cái bay tạm nãy tôi xây nè, bộ xít bộ xít. Còn nó chơi không lại đâu, nhấn V lên coi không số nó. Lừa 5 chơi 3 chơi đi. Chưa vũ khí đâu không rồi. Ủa cái bay nãy tôi xây đây đâu rồi. Lên tí nữa quá. Lừa 3 à, hút ngon. Sớm mới lấy vào 5. Tao lừa 2 nè. Đâu? Nè, đang nhắm một đứa nè, đang pho kết rồi nè. Rồi đúc đích nó sửa rồi, quay lại. Câu bỏ, câu bỏ. Côn trùng. Côn trùng. Côn trùng. Có cái gì không? Được cái thành tựu nè mày. Được cái thành bài. Ủa nãy cái bay tôi xây ở đâu chứ? Nhớ không? Nè 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 cái cây nè mày. Leo lên cây này chiếm cái mà. Đâu cái lên cây này làm cái bay luôn. Đây nè. Giống chỗ nãy á. Rồi bay kia. Thì hai bên thiếu gì bên. Mày dư đang nguyên hai bên nhá. Bên này nó ngon hơn bên kia các mày. Nó giữa bản đồ hơn. Lên chưa biết. Nó giữa bản đồ hơn rồi nè. Ở trên nó hàng nóng vậy à. Vấn đề là lên đường nào đường minh bạch kìa. Yeah. Hai mày đây đi, đi đi mà lấy gỗ đi, quăng hết đồ tao đi tao leo lên cho. Chặt được hai cái càng luôn, rơi vậy. Ủa con sửng luôn hả? Một mình chiếc con kiến á, rồi được hai con trai cái càng luôn. Chiếc bự á. Đi đi chú ơi, đi ông sao? Để quán độ tới đi, tới đem chỉnh xây cái bay đưa hai máy luôn. Đưa gì? Quán hết đồ đi, lên chỉnh đưa xây cái bay đưa hai máy xuống. Rồi lên gấp. Đâu có đồ gì đâu. Cái gì đó, ba cái đó lên tôi gấp luôn. Nè, gỗ. Đầu kiến nè. Gỗ. Gỗ tao đang có hai mấy rồi mà có gỗ. Gỗ, sướng. Sướng nhiều gỗ lắm. Có 35 cái mà. Má. Phi bộ có 54 cái à, 50 set à, 50 set à. Rồi quăng đi, cho nó hai đi. Cho mày cây cung nè. Không có xài nữa đâu. Không đưa motor lấy mẹ gì bắt cho đó. Cùng người tên đồ đủ hết nè. Thấy chưa? Rồi này trả nè. Rồi gỗ. Ủa xuống có gỗ màu xanh nữa. Rồi bắt đầu tôi đi leo núi đây. Lấy kiến không? Lấy đầu kiến không? Có cần phao hay là mình phao? Có cái cây gì lấy kiến không? Cái đầu kiến này kiến không dám được luôn. Nên tôi xây cái gương vậy. Rồi đó hai cái kìa. Đầu kiến với sừng kiến. Càng kiến rồi. Để chứ ơi, xong rồi sang đấy. Okay, rồi tao lên đường nào bây giờ, rồi tao dòm cái hướng ngay. Thấy cái bằng hướng nè, cái mặt hai trái nè. Đâu? Chưa, nhìn thẳng luôn. Vô tay mà. Ừ. Chỗ đó con kia, giữ ống cái lực nè, chạy từ từ giữ ống cái lực, rồi hai chơi đó. Yeah, hello. Chặt mấy dâu tay luôn đi. Dâu tay gì chắc sau này nấu đồ ăn á. Hai càng kiếm nữa. Bên này ong nhiều quá tao lên được không ta? Thôi đi nhẹ đi kẻ cười duyên lên. Má giờ tao leo mà tao té chết cái gì đâu. Mất hết đồ. Dạ rồi lụm lại. Tự mình vô bắp bắp cày quá. Nè, nhìn thấy chỗ tao đứng bản đồ chưa? Đánh dấu đi. Chưa. Được thì mở bản đồ lên nhìn đánh dấu ngay chỗ tao đứng đi. Là sau này thang máy ngay chỗ này đó. Đánh dấu chưa? Tao đi à.
Tính chưa? Rồi. Rồi. Bạn máy này đó đó nha, ghi giữ bay hai người. Đó, hành trình leo núi. Bữa mới chơi game leo núi dưới xanh không? Đi xác nó mất xong rồi xuống rồi. Nó kì cái tổng. Đi gần bờ bờ xong nè, từ từ sau á. Chuyến dưới lại bãi cát xong rồi. Ai đi tính xa mấy ông ra chứ đã. Chưa nướng nấm nữa, có thể lực rồi. Chỗ này khó nhảy bãi á. Đây sướng 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 sướng. Đây 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 đây. Thấy con dưới không? Đâu. Không, không thấy gì hết. Cấp 3 mà. Em 6 đã. Ủa sao cái đường đi giống giống cái nãy ta? Trời nó cao. Chỗ này sao nhảy lên không được. Em chưa nghỉ nè. 10 giờ 40 rồi. Meta, meta. Chưa, để tao lên cái cây này tao làm cái bay cho. Xuống bài xong thử thử. Từ từ để nhặt cứt cái đó. Cái vật vàng nè. Rồi đây xuống bài xong đúng không? Ok. Đang xuống. Ủa gì? Xuống đây cảnh báo gì bạn ra cái việc quá gì nè. Đó, tao mới làm đó. Rồi. Ủa? Bay chung với nhau mày ơi. Cứ lên cây là giống hệt à. Kiến qua trời kiến rồi đâu mày. Chơi chơi con ở mấy sông dưới nè. Bay chung với nhau mày ơi. Mày xây ở bên nào là bên kia nó cũng bị hệt luôn. Rồi bây giờ cứ gặp cây rồi leo lên đi. Ừ, tao xây nhà đây. Ủa không, gáp trước hai cái đồ đào cho tụi mày á. Rồi đâu xuống, chạy đến cây rồi. Chạy đến cây luôn. Lên cây nghỉ đúng không? Ừ. Để đầu hạ thang máy xuống. Mới vào được có 17 gỗ mà. Đi thôi. Nên dục hết đồ trong gương vô trong gương nha. Để xây mấy cái gương mỗi thằng cái. Chứ mày đồ trong nhân vật nó dễ mất lắm á. Tao chế rồi ba cái ghiều luôn nè. Thì đây mỗi thằng cây. Đồ hết rồi. Đang lên. Đang đứng ngay chỗ rồi luôn đó, lại đây. Này hiểu cơ chế cũng dễ chơi lắm. Đồ đạc cũng ít rồi. Không có gắt gối như con quanh heo. Lên đâu? Không? À thấy rồi, thấy rồi. Nè cái ghiều để dưới chân đâu luôn nè. Đi đường trên không nổi á, vòng lại. Ừ, vòng lại đi lên cái dốc đó ôm cua qua. Có bầy ong á, đi cẩn thận à. Rồi đó, quẹo lên rồi.
nên hết cái dốc chiều phải tiếp. Dốc trên hả? Trên nữa. Dốc trên nữa rồi. Chơi không có lắc không đâu. Không. Nhưng mà sao mà bên 9999 vậy? Bà gỗ. Ông được đúng không? Ông được đúng không? Tiếng ông rồi đó. Chỗ này gỗ nhiều hết. Đừng cứ kéo ông lại đâu mà tôi bay. Nó giọt trước à. Để đi xuống chầu ấy, đổi sang đây. Thôi rồi, rồi. Bên đây, bên đây. Ủa, sửa rồi. Vòng bên đường đó cũng lên đường đó. Ờ, à, hai cái rìu nè. Tôi dục dưới đất á. Mỗi thằng cây đi. Rồi lên quăng hết đồ vô kho. Rồi hết chưa? Rồi rồi. Đi còn đi thang máy không à? Set là gì ta? Đậu hả? Thạc à? Set. Cái lò đâu rồi? À được rồi, sử dụng được rồi. Đây thằng nào lấy cái thùng nào? Hai thùng của mày, mày muốn xảy đâu? Trên nè. Để dưới nghe cho tao. Rồi mày đây phải không? Xưởng, xưởng bên đây luôn nha. Ở đâu? Đó, thằng bên đi, chọn bên đi. Ủa sửa đồ cho mày, sửa vũ khí sao? Có cái gì file đó. Chọn vô cái thẻ gì file. Gương dễ xịu chạy. Nước phê bơ. Lấy đi. Thì mới, thì miếng bơ lấy đâu? Quẹt. Đó, nguyên liệu đồ bỏ hết vô đây à. Bây giờ thiếu cái máy cắt cổ nào. Giường. Cái giường mày đâu Lon? Giá đi. Tao hỏi giường mày rồi. Từ mày để gì mày biểu mà. Hồi nãy mày gấp cái nữa đó. Không, như gấp cái giường nào chứ. Rồi tao lấy cái giường trái biển ha. Ê, vợ chồng mày ngủ chung đó. Rồi tao đéo cái giường à. Mày gấp cái cho mày đi. Hết rồi. Hết gỗ rồi. Nè, phải bờ nè. Nè nào. Từ từ. Gỗ bằng bao nhiêu cái? Có nhiều lấy hết đi. Tham lam. Đó, dưới đất kìa. Sao không bỏ vô hòm? Nãy bỏ vô hòm rồi đó. Rồi. Chọn giường hết chưa? Rồi. Rồi lấy cái đồ vô gương. Rồi chơi đi ngủ nè. Cái đồ vô gương ngủ. Rồi chơi long. Từ từ. Ủa sao quăng ngoài? Mà không phải quăng gương. Bình lạnh từ từ. Đang chơi ép vô gương á. Rồi, nhìn giật tao chân chuồng đó, tao xong rồi đó. Nhìn dễ thương không nào? Ok. Rồi lên đây. Lên đây chụp hình đây. Hả, thằng nào cũng chân chuỗi cái gì. Thằng chủ phòng thì khỏi bỏ đồ cũng được. Cái nhà có mỗi cái cổng. Nhìn khứa lâu luôn. Cái nhà có mỗi cửa. Rồi chủ phòng cút đi. Bấm chữ xếp nha, xếp nha. Nhấn hết kép chọn xếp nha. Rồi chưa. Xếp rồi ao thôi. Rồi goodbye. Rồi mai tính.
Mai tôi đi cà phê cho hai mày phong. Mai có ăn sớm thôi chứ có thằng nào lâu 9 giờ 10 giờ mới vô không à.